Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sách chuyên chờ sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập bài 78 môn tập cuối năm. Phần ôn tập số tự nhiên có phép tính tiết số 2 trang 92 96 nha. Giờ tiết số 2 mình sẽ làm các câu ta có bài tập còn lại. Câu số 7 tính. Câu A 47.000 cộng 8.000 cộng 3.000. Giờ ở đây mình thấy là 47.000 cộng 3.000 sẽ là tròn chục nghìn, nên mình sẽ nhóm lại mình tính trước nhé. Xuống dòng bảng. Mình sẽ lấy 47.000 cộng 3.000. Nhóm lại 8.000 mình sẽ để phía sau. 47.000 cộng 3.000 là 50.000. Cộng 8.000 viết lại. 50.000 cộng 8.000 sẽ bằng 58.000. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Câu B mình thấy là trong ngoặc, mình có dấu ngoặc thì kem tính trong ngoặc trước nha. 3.075 trừ 75 thì còn lại 3.000. Bằng 3.000 chia 3 viết lại. 3.000 chia 3 thì sẽ bằng bằng 1.000 đúng này. Giờ tiếp theo ở bên đây, trong biểu thức có phép trừ phép nhân thì kem thực hiện phép nhân trước đúng này. Ở đây bằng 250.000 viết lại, dấu trừ viết lại. 5 nhân cho 10.000 là 50.000. 250.000 trừ cho 50.000 thì còn lại là 200.000, đúng không? Giờ tiếp theo bên đây. Như vậy trong bên đây có trong biểu thức này có dấu ngoặc, kem sẽ tính trong ngoặc trước nha. Bằng số 8 dấu nhân viết lại nha. 700 cộng 300 sẽ là 1.000. 8 nhân 1.000 sẽ là 80.000. Đúng này. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ làm tiếp phần phía dưới nha. Giờ tiếp theo sẽ là 20 nhân 3 nhân 5 nhân 7. Thì mình thấy là 20 nhân 5 sẽ là chồng trăm, các em sẽ nhóm là tính trước. 20 nhân 5 nhóm lại. Giờ còn lại 3 nhân 7 kem xuống nhóm lại luôn. 3. 20 nhân 5 sẽ là 100. 3 nhân 7 sẽ là 21, đúng không? Giờ 100 nhân 21 sẽ bằng 21 nhân 100. Một số nhân 100 các em biết lợi sau đó thêm hai số còn bên phải có nghĩa là 2.100. Giờ tiếp theo bên đây, 92 nhân 753 trừ 82 nhân 753, mình thấy là trong hai cái tích có 753 giống nhau, các em sẽ giúp 753 ra làm hữu số chung, đúng không? 3. 92 trừ 82 nhân 753, các em sẽ đem ra ngoài làm hữu số chung, đúng không? Giờ mình sẽ tính trong ngoặc trước, 92 trừ 82 là 10. 10 nhân cho 753 sẽ bằng 753 nhân 10, có nghĩa là 753 phim số không bên phải là 7.553, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 7 nhé. Câu số 7 kem thứ bài, cái xâm khích video thì kem thứ bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 8 đặc tính giờ tính. Câu A mình sẽ đặc tính 25.432 cộng cho 1.938. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống từ hàng đơn vị. 2 cộng 8 là 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 3 là 6, khi 1 nhớ là 7. 4 cộng 9 13, viết 3 nhớ 1. 5 cộng 6 là 5 cộng 1 là 6, khi 1 nhớ là 7. Số 2 hạ xuống, kết quả là 27.370 nha. Tiếp theo là câu B.
78.509 trừ cho 39.462. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị, 9 trừ 2 được 7, số 7. 0 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 6 được 4, 4 nhớ 1. 4 này khi 1 nhớ là 5, 5 trừ 5 bằng 0. 8 trừ 9 không được, mình sẽ lấy 18 trừ 9, được 9 với 9 nhớ 1. 3 này khi 1 nhớ là 4, 7 trừ 4 được 3. Kết quả là 39.047. Được không? Tiếp theo mình sẽ làm câu C. 714 nhân cho 53. Giờ mình lấy số 3 nhân lên, 3 nhân 4 12 với 2 nhân 1. 3 nhân 1 là 3, khi 1 nhớ là 4. 3 nhân 7 là 21. Số 5 nhân lên, 5 nhân 4 là 20 với 0 nhớ 2. 5 nhân 1 là 5, khi 2 là 7. 5 nhân 7 là 35. Giờ số 2 hạ xuống. 4 cộng 0 là 4. 1 cộng 7 là 8. 2 cộng 5 là 7. Và số 3 hạ xuống. Kết quả là 37.842 nhé. Giờ tiếp theo là 13.498 chia cho 32. Chưa hết mình sẽ lấy 134 chia 32 được 4. 4 nhân 2 là 8. Ở đây các em sẽ lấy 14 trừ 8 được 6. Viết 6. Nhân 1. 4 nhân 3 12 khi 1 là 13. 13 trừ 13 bằng 0. Hạ số 9 xuống được 69. 69 chia 32 được 2. 2 nhân 2 là 4. 9 trừ 4 được 5. 2 nhân 3 là 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ số 8 xuống được 58. 58 chia 32 sẽ được 1. 1 nhân 2 là 2, 8 trừ 2 được 6. 1 nhân 3 là 3, 5 trừ 3 được 2. Như vậy kết quả sẽ là 421 và trừ 26 nha. Như là mình xong câu số 8, câu số 8 kem hiệu bài, câu xong khuất video hãy biết kem hiệu bài nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 9, tính giá trị của biểu khất. Mình quan sát câu A trong biểu khất có phép nhân, phép chờ thì các em thực hiện phép nhân chứ đúng này, xuống dòng bài. Như vậy là 205.730 các em viết lại, dấu chờ viết lại. Mình sẽ lấy số này nhân số này, thầy sẽ cho kết quả luôn nha. Các em lấy nháp và tính còn thầy cho kết quả luôn. 531 nhân cho 62 bạn. 32.922 được này. Giờ xuống dòng bài. Giờ các em lấy số này trừ số này xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. Như vậy kết quả là 172.808. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ mình sẽ lấy 7.368 chia 24. Sẽ bằng 307. Nhân cho 84 là. Trong biểu khất có phép chia phép nhân thì các em có thực hiện từ trái phân phải đúng không? Có nghĩa mình thực hiện phép chia này trước sau đó nha. Giờ các em nhân thử xem bằng bao nhiêu nha. Thầy cho kết quả. Như vậy là 25.788. Mình sẽ làm câu C đâu. Giờ mình sẽ tính trong ngoặc trước nha. Như vậy là 92.456 giống nhau.
Mình sẽ lấy 170 chia 34 sẽ được là 5, đúng không? Trừ 5 viết là. Giờ 92.456 viết là 5 trừ 5 bằng 0, một số nhân cho 0 thì bằng 0, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 9 nha. Câu số 9 kèm hiệu bài, cái xong khích video kèm hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 10. Câu số 10 mình sẽ điền số vào chữ ba chấm. Đây là phép trừ. Số bị trừ, trừ số trừ bằng hiệu. Muốn tìm số bị trừ thì các em lấy hai số này cộng lại. 6.142 cộng cho 948 xem bằng bao nhiêu. Thầy sẽ cho kết quả luôn nhé. Như là 6.142 cộng cho 948 sẽ bằng 7.090, đúng không? Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ đây là số bị chia, chia số chia bằng không. Muốn tìm số chia thì các em lấy số bị chia, chia cho không. Có nghĩa mình sẽ lấy 162.000 chia 27. 162 chia 27 nhé. 162 chia 27 sẽ bằng 6. Ở đây em sẽ viết số 6 nhé. Giờ đây là phép trừ, số bị trừ, trừ cho số trừ sẽ bằng hiệu. Như là mình thấy là ở đây bằng không, có nghĩa hai số này và phải giống nhau, trừ nhau mới bằng không, đúng không? Như vậy số ở đây sẽ là 36.815, hai số giống nhau trừ nhau bằng không, được. Như là mình xong câu số 10 nhé, mình sẽ làm câu số 11 được. Tiếp theo là câu số 11. Nhà trường tổ chức cho học sinh khối lớp 4 đi du lịch bằng tàu hỏa. Các bạn ngồi trên các toa tàu được thiết kế hai dãy ghế. Mỗi dãy ghế gồm có 16 hàng ghế, mỗi hàng ghế có hai chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa tàu như thế để chơi hết 175 học sinh khối 4. Giờ như vậy mình sẽ làm câu số 11 như sau. Trước hết thì các em sẽ tính số chỗ ngồi cho mỗi toa tàu. Như vậy là mỗi toa sẽ gồm hai dãy ghế, mỗi dãy ghế 16 hàng ghế và mỗi hàng ghế có hai chỗ ngồi. Các em lấy 2 nhân 16 nhân 2 là ra kết quả không? Đúng không? Như vậy trước hết các em sẽ tính số chỗ ngồi. Trên mỗi toa tàu là như vậy các em sẽ lấy 2 nhân 16 nhân cho 2. 2 nhân 16 là 32, 32 nhân 2 sẽ là 64. 64 chỗ ngồi. Tiếp theo thì các em sẽ lấy 175 này, các em sẽ chia cho 64. 175 chia 64 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 2, đúng không? 2 nhân cho 64 sẽ là 128. 175 trừ 128 thì được là 47, như là dư 47, đúng không? Như vậy nếu mà sử dụng hai toa thì sẽ còn dư 47 bạn học sinh, như mình phải cần sử dụng ít nhất là ba toa, đúng không? Như vậy nếu dùng hai toa tàu thì còn dư 47 học sinh. Như vậy mình kết luận là phải cần ít nhất 3 toa tàu. 3 toa tàu như thế để chở hết 175 học sinh khối 4, đúng không? Khối lớp 4.
Giờ như là mình xong câu số 11 nha. Câu số 11 kem hiểu bài, cái xong hết video thầy biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần đọc nội dung trong sách giáo khoa và quyết quả chủ chấm. Có bao nhiêu đọc? Mình sẽ quan sát phần thử khắc trong sách giáo khoa, mình sẽ đếm xem ở đây có tất cả bao nhiêu tiền. Như 500 cộng 200 nghìn, 500 nghìn cộng 200 nghìn là 700 nghìn, 100 nữa là 800 nghìn. Đây là 100 giữ là 900 giữ, 907, 908, 909 và 1 triệu, tổng cộng sẽ có 1 triệu, 1 triệu đọc đúng không? Ở đây mình kem để là có 1 triệu đồng. Với số tiền trên có thể mua được một chiếc xe màu gì và một cái mũ bảo hiểm màu gì, mình quan sát hình đây. Với số tiền trên mình thấy là có ba, ở đây có tất cả là ba chiếc xe đạp. Một chiếc là có giá là 849.000 đồng, 749.000 đồng và 912.000 đồng. Như vậy các em có thể chọn một chiếc xe màu đen hoặc là màu xanh cũng được, kết hợp với một cái nón màu kem. Ví dụ ở đây các em sẽ chọn chiếc màu xanh đẹp hơn này. Nhưng mà sẽ có thể mua được một chiếc xe đạp màu xanh và cái nón màu kem. Đúng này. Chiếc xe đạp màu xanh và cái nón màu kem. Đúng này. Giờ như giờ mình xong phần của khách, mình sẽ đến phần khám phá. Giờ phần khám phá, các mặt trăng sống ở đại dương, các mặt trăng có thể dài tới 330 cm và nặng gần 2 tấn. Biết rằng số trứng cá cái đẻ mỗi lần gấp 3 lần số bé nhất trong các số tròn trăm triệu, như là cá cái sẽ mỗi lần đẻ bao nhiêu trứng? Như là số bé nhất mà tròn trăm triệu là 100 triệu, mà gấp 3 lần lên có nghĩa là 300 triệu. Ở đây các em sẽ để là 300 triệu trứng nha. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong phần thử khách và phần khám phá nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè xem. Và em này chưa đăng ký kênh Khải Liêm, cái sống nước đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Khải Liêm. Khải chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.